Dạ Vinh mến chào quý cô chú anh chị ha. Thì tiếp tục hôm nay Vinh lại nhà của Thắm nha cả nhà. Thì để xem là cái Tết đến này nhà của chị Thắm là có chuẩn bị cái gì ha. Ồ có cây mai đẹp quá hả? Dạ ok. Sao? Cây mai này của ai á chú Vũ? Cây mai của ai hả? Đẹp chưa? Ông anh cho đó. Ồ đẹp chứ ha. Dạ chị thuốc mà bị gì? Nó không có giò ra đâu. Bị gì? Bị gần đang kinh tỏ. Kinh tỏ hả? À, ngồi đi. Ngồi đi. Mua chanh chi dữ hả? Mua 5.000 bạc á, nhiêu? Dạ, lên đi dạ. Bữa nay gia đình chưa ăn cơm hả? Rồi. Rồi hả? Nguyên chảo luôn nè. Ê, sập vì xong buổi sáng nè ha. Buổi sáng. Ủa con gái đâu? Dạ ngồi đây. Ngồi giống hả? Dạ. Ở đây nghe đó. Cái gì? Đây đây thùng mới đau này. Bụng nó không ra. Bụng e hả? Ừ, ngồi. Coi canh nha. Canh chứ. Ờ. Có gì là chuyển đi điện chứ. Có gì điện có số em không? Không. Số của chút xíu đi, chút xíu em cho rồi có gì để có gì luôn, để có Kha. Có gì điện. Ê nào giờ? Hả? Ê bụng em. Mấy giờ? Ăn cái ăn cháo rồi đó. Chị ăn no quá. Nó ăn mấy chén? Hai chén cháo. Hai chén thường thường ăn mấy chén? Mấy nhà nó có một chén, chén ngoài cơm mà bữa nay hai chén. Ừ. Cháo căng bụng quá ê chứ gì. Mà không lẽ mới đây xong sao? Không biết. Theo cô từng trải là bụng tục là gạn chanh đó cô. Đúng không? Cái này là ngoại. Mẹ của Thắm. Thắm. Ừ. Là mẹ ruột của chị. Dạ. Tết năm nay hai chồng ăn Tết lớn không? Dạ, chị đó, thế là nhiều đó. 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 Rồi. Không có gì nữa. Có mua gì chưa? Mua gì đâu? Chưa mua bánh nhái đâu, không có gì nữa. Ừ. Một nồi thịt vịt phải không? Ủa, một nồi theo ăn hết hả? Đúng rồi. Hết rồi. Thằng nó ăn đâu rồi, ta tám rồi. Tám chục bữa. Tám chục bữa hả? Hổng nguyên nhân sao mình xuống sớm vậy anh? Thì ngày xui thì ngày nói rồi kia nói chuyện này người nói kia chuyện nọ thì xui quá thì xuống đốc. Ờ xuống đốc là mình xả xui hay sao? Ờ xả xui. Rồi cuối cùng là mình thấy hết xui chưa? Hết rồi. Hết xui phải không? Hết xui tới nãy. Mấy mua là... dùm chứ thôi chứ chút nữa để mua hộp vịt lộn đi ngồi vô ăn xong là lộn lại đó chắc là lộn đó lộn mèo đó. Không có cái lộng qua cái xuôi á. Ừ. Không? Lộng qua cái xuôi. Như nó là hên rồi đó. Đó ẩm cái chữ à. Cái chữ xuôi nằm bên trước. Bây giờ mình ăn vô cho nó cái chữ hên nó sao nhẹ bên trước. Lại lật lại là hết xuôi à. Ăn cái đó hết tiền luôn. Thôi mình mua chữ vậy mình dán cái chữ hên đi. Sáng giờ anh chị dùng cơm nước gì chưa? Rồi. Dạ. Mà bác thì bên đây chơi với anh chị luôn á. Đi xuống mẹ đi. Cái thuốc, cái ghế này chơi. Ừ. Dạ, những cạo của đậu giờ giống đã cao. Đã cao khi khô, đúng rồi. Mát khỏe anh vô. Mát khỏe. Tắm lên khỏi cạo đầu, ừ. Ủa, khỏi lau đầu, ừ. Lòng. Không, cái này là khỏi tốn xì bông. Khỏi tốn luôn, cứ xuống sông cái chà, cái đứng vậy rồi xong. Khỏi giải. Khỏi tốn lượt. Đứng qua đó làm nữa đó chứ, mát. Ừ. Đẩy cái cho nó bóng luôn. Ừ. Rồi sao mà ông tuốt ông rồi mà ông tuốt bả lên. Bả đẹp. Ừ. Bả bị anh chừng nữa mua cây trong đưa cho bả nhà bả ủi. Đúng rồi hồi đâu có bình thường. Ủi bình thường ai đâu có gì đâu. Cái đó dễ lắm. Dễ lắm. Ừ. Ai không biết làm cũng được, cứ ủi hoài gì nào chọc coi. Nó không có đâu có gì đâu sợ. Thay mộng hồi lú mà nhúm lên cái là quất liền. Rồi cứ ngồi ủi. Ừ. Chị phái dài hay ngắn?
Để không ngắn như vậy, tôi trung bình ha. Biết sao, ngắn ngắn đó, cái chị kho kho lên đó, nó giọng nhọc nhọc nhọc. Đâu gì gọi lại khai, đã tài không? Nhà mình thôi quá đâu. Hôm nay 28 Tết rồi, không có qua ăn Tết với bà Xui sao? Không. À. Sao vậy? Bà Xui không cho, cấm không cho lên đây rồi. Không hợp chứ người bà Xui với không hợp chứ người dễ này. Ừ. 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 Hai chồng ở đây là không đi đâu. Tết này tính đi đâu? Đi đâu vợ ở đây, đi đâu vợ? Ở vòng vòng đây. Vòng này ha. Có nhiều là cũng nhiều rồi á. Ừ, xong ha. Xong rồi. Trời ơi, anh mua cái chậu bông gì hoành tráng với chân cái này. Ủa anh Phương hôm qua anh mua đó. Có hai cây à? Ừ. Hai cây nhỏ, hai cây lớn. Cái chậu có hai cái bông. Chậu nè. Mua quán. Ủa bé Thấm hôm nay sao thấy ở bên trong vậy Nhũng? Bụng nó đau. Bụng nó đau. Đau hả? Ừ, đúng rồi. Có đưa bé đi khám chưa? Rồi, khám rồi. Ừ. Thấy nó giọt thôi, nó càng xanh rồi, nó trục, nó đạp, trộn để đạp. Ừ. Mà mới có 7 tháng mấy mà. 8 tháng. Hả? 8 tháng. 8 tháng hả? Còn 8 tháng, trên 8 tháng. 8 tháng rồi mới khám nè. Ừ, bé Thấm có đi nhiều không? Không. Đi tới luôn đây. Đi tới luôn vòng 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 đấy không à? Có đi sáng. Có sáng rồi ngày kia nè, bé Thấm được 8 tháng rồi. Có mua bảo hiểm gì cho bé Thấm bảo không? Hiểm. Bảo hiểm cái nhà nước. Bảo hiểm. Tất nhiên là mình thuộc diện hộ cận nghèo ha. Mà mấy đứa thật thờ là như là có nước, được ló chân hả? Được ló chân hả? Lãnh đường hàng tháng. Đúng rồi. Hàng tháng bé Thấm lãnh đường nhiêu? 54 nha. 54 thì mức độ cũng nằm ở trung bình thôi. Người ta thấy vậy Phương nó chạy người ta làm. Rồi Tết gần tới, hai chồng anh Dũng có sắm đồ mới chưa? Trời ơi, đồ gì là đỡ lắm rồi, mới đồ gì? Đó, đồ ngon rồi, đẹp trai rồi. Bữa nay cho không này ba ơi. Bữa nay là thấy anh Dũng đẹp trai luôn á. Cũng mà. Cái quần này quần mới mà. Mới chứ, tao cũng cũ rồi đã rồi. Vậy? Cho không á. Cho không á. Quần này còn đẹp hơn quần này nữa nè. Đủ rồi. Quần mới hợp luôn. Mới hợp mà tao cho, tao sẵn tao cho á. Áo cũng đẹp mà. Cũ rồi, tao nghĩ cũ rồi, tao không có nói là mới nữa. Là Tướng Anh Dũng này mang sô đen vô cái nhìn đã ha. Trời ơi, đâu rồi, có sô anh Dũng? Không. Nếu quên lấy sô cho anh Dũng. Thôi, 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 đâu. Làm sao sô đen luôn. À. Dũng Vĩnh, hãy lên đường Dũng Vĩnh. Sợ rồi, đang chắc, chạy không kẹp. Ừ. Như bây giờ chị Huệ thấy là anh Dũng là thấy vợ là bóc hơn cái này, đẹp trai hơn này, có lo lắng gì không? Lo gì vậy? Lỡ có em nào để ý lọt vào mắt xanh của người ta sao trời? Cho luôn rồi. Cái gì vậy? Coi nó lại cái gì vậy? Đâu? Thả mỏ con đó. Gì? Coi, 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 cho mặt mày đó chặt xin dạng ổ rồi. Không có quậy.